Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của La Cà nha. Đó, thì hôm nay là ngày 16 Tết, anh em mình khai trương đầu năm. Thì lời đầu tiên thì cho La Cà xin phép gửi đến lời chúc sức khỏe, lời chào và lời cảm ơn tất cả mọi người đã xem kênh và ủng hộ La Cà trong thời gian qua. Thì hôm nay chính cái rừng hôm nay mình cũng dưới ông bạn này, bạn Ngãi này. Đó, thì khai trương chuyến đầu năm, không biết cái chuyến hôm nay anh em đi có gì hay không thì mọi người xem và ủng hộ đến cuối video nha. Đây cả nhà, anh em cũng đi cũng khá là xa nha, tháo mờ hết rồi, ra tới về đây còn chưa thấy biển nha. Đây là phong cảnh đẹp, đây chành rành nó nở hoa này. Đó. Cái này nở hoa cho Tết cũng đẹp nữa này nha. Thì anh em ra đây cũng gặp cái tàng linh này nằm ở cái đá bạn lá giùm này. Đấy, cái kia sơ sơ là phim đá nằm kẹt đá thôi đó, thọc cái xà bè trên cái bé là nó xuống này, không cái đây nó dưới lắm. Ủa, nó đâm vô trong đó anh không cho cái chọt dưới một lỗ cái là lên trên nó rớt, đơn giản đó thì rồi nhỏ. Nó rửa nhỏ à, thằng này dễ sống lắm. Cứ để chuột nó đi vô là nó dắt đó rồi. Đây anh em, hai em kỹ lên này bạn ạ. Giờ uống sữa chơi thôi nha, một ca đầu tiên để chơi trái vô tư luôn. Đây nha, đến chỗ rồi, giờ anh em chia ra thì người đi ngay dưới, mình thì đi ngay đây, cũng gần biển thì chạy mây trời nó cũng hơi mát mát nên cái màn hình nó cũng hơi tối một tí nha cả nhà, thông cảm nha. Đây mình xin phép quay cả nhà xem một cầm này, mình mới vừa đào lên này, một tầng tự nhiên này đó. Tầng tự nhiên đó, sót trong này cố gắng trùng cái nó sót sót nó lên thôi nha. Đó, bên này pha vô này đẹp hơn, nhìn đẹp hơn này đó, núi bên đời này cả nhà. Đầu năm thì anh em đi núi gần nha, nên là mình gặp cái lá nó hơi dày một chút. Đây cả nhà, mình đào ngay ra nha. Thì thấy cái cây nào dưới bờ suối này có mấy cái lá bê bê, mình lục thử mà nó có gì không nha. Nó bê bê dưới suối, bây giờ mình chỉ lục mặt mây nó sót không nha. Bụi mình banh ra rồi cả nhà, người ta lấy cái gốc rồi, còn cái nhánh rồi nó lấp cho nó ra rỡ, nó sống luôn. Cái đó mình để lại. Đây cả nhà, mình gặp một cụm này. Cụm này thì mình nghĩ nó là sẽ là hai bụi nha, dồn lại nha. Tại vì mình sẽ thấy hai cái màu lá khác nhau cả nhà. Đó, đây này. Đây này. Cái đời lá nó khác này. Đó. Lá tròn và một lá hơi dài. Nên nó hai cụm. Mình nghĩ nó sẽ là hai bụi. Coi cọng nhỏ thôi, để mình đào thử ra sao nha. Mình đào thử. Có khi là cái rễ người ta đào cái gốc mẹ rồi còn rễ nước lên cũng có khi lắm nha cả nhà. Đi qua cả nhà. Đây. Cái này hai thân nha, xả bầu hết luôn, nó không lấy được bầu, nó chỉ dính cầu qua cây rỡ thôi. Cái này nhưng đẹp này, cái cụm này cả nhà, nếu mình thấy mình quay ở nhà nói trước khúc trước rồi đó, đọt con đọt đỏ thôi. Đây này, nó nằm u dưới đây luôn, nó cái cành mà cái gốc u đây, hoặc cả lát lượng nó đẹp đó cả nhà. Đó, cầm trên dưới nó đi nhỏ quá, cái thông này to này, bạn ngủ chân cá này. Đây này mình cắt mình rút lại nha, làm bông xa thôi, mini thôi. Biết cái rửa này nó ăn sâu không? Đây nha, mình lái lên rồi này, nó có cái khúc này co đẹp này. Thì cái này mình không có lấy tầng riêng nha, tầng riêng mình cắt mình bỏ rồi, mình chỉ đỡ khúc này. Khúc thẳng thẳng này giờ mình đi kẻ mình uống xuống một co, mình làm dán đổ hay dán bay mình chơi nha. Hay là quen nhân cũng được nha. Đó, thế này rồi mình chỉ kéo xuống thôi. Đó. Cây này thì không có lấy bầu, lấy tàng riêng thì mình mới lấy bầu thôi, còn với cây này thì mình không có lấy bầu đâu, rồi nó rất là nhiều. Đó. Hàng này nó vinh lợi, nó có đất cát các nhà, thông được rửa, đang rửa rất là nhiều lắm, rửa cát nhiều. Rửa nhiều thì tỷ lệ nó sẽ sống rất cao nha. Đó. Rồi mình sẽ đi lùng nữa thôi. Chỗ này được hai cây, cũng may mắn rồi. Ngày khai trương đầu tiên như thế này là mình thấy là đạt rồi đó. Nhưng mà mình vẫn còn đi lục lá nữa, đi khá xa. Mình với ông bạn thì đi một vòng từ trong đó ra đây khá là xa luôn nha.
đó, từ Quảng Ngãi vô đây. Đứng đây thì mình nghe tiếng sóng biển nha cả nhà. Đó, này biển rất là im luôn, trời nắng. Biển rất là hiền hòa luôn. Đó, đứng ở này thì mình hít được không khí biển rất là dễ chịu trong người cả nhà, khỏe lắm. Nó mát mát, không khí rất là trong lành luôn. Ồ, trên này mình nhìn thấy một cái cây lá đẹp này. Để mình xem thử nha. Lá ra cả nhà ơi. Ồ, lên này mình nhìn xuống này, nó sót này. Lá quá đã luôn. Lá này có trái tim này cả nhà. Đó, đợi mình tí mình sẽ coi thử cái cây này ra sao nha. Này mình đứng trên hòn đá cả nhà, mình nhìn thấy nó này. Thấy cái lá mình lục xuống cái góc này. Cỡ cỡ như ngón tay thôi. Nhưng mà rất là đẹp luôn. Tàng tự nhiên nó bò rất là xinh cả nhà. Này có cái củ to lắm này. Đó. Chả biết sao. Trong đây thì viên cái tảng đá to thì mình nghĩ nó ăn những cái tối trong này. Đó, nhưng mình lại chịu khó anh môi phá hết cái bụi này này. Rồi cái cây kim châu này ra. Mới coi được cái cây này, cây này khá đẹp. Cây này thân đẹp, lá đẹp luôn rồi nha. Đó, nó chỉ như ai chú này nó bị rập thôi. Rập thì lá nó hơi xấu nha. Cây này ăn nắng là lá rất đẹp trong này này. Bước cái cành ăn nắng này. Ăn nắng và vẫn còn bị rập nha, lá nó rất đẹp. Đây cả nhà, chưa biết như thế nào nhưng mình đem lên thế này, thích lắm rồi cả nhà, quá chừng luôn, tuy nhỏ thôi, cỡ như nhỏ nhỏ hơn em ngón tay cái một tí thôi nhưng mà rất là co rác luôn, quá đã. Đó mình sẽ quay mặt bên này này, quá đã luôn, đánh cái bọng thiệt bự, đó mình sẽ lên khúc trên và mặt bên kia mình quay nha. Đây, lên trên này. Cái này thì mình cắt mình đỡ cái tử nha. Tử đây. Bầu khá to, mình sẽ xả bầu thôi. Không có đỡ cái bầu này đâu. Cái này mình đánh rộng thì nhiều rỡ rồi. Xả bớt bầu lại. Mình thấy cái độ co lét của nó này. Rất là đã luôn. Hiếm lắm mới gặp. Tại đây thì mình sẽ trồng sống mình sẽ rút lại. Coi đây cái bàn trà cả nhà, uống nước rất là duyên. Cái này nó hay thớ nha, nó còn ra tới bên này lận thì mình trồng dời nó hay này. Trồng thế tự nhiên nó cũng được mà nó ra tới đây này, củ khá to này, ra bằng cỡ 15 phân đó. Nếu mà sau này mình thích chơi thì xả ra, xả này sẽ lấy thấy được cái củ của nó. Còn không bao giờ mình bỏ đất mà nuôi cho nó to luôn. Vậy thì khá đẹp. Hai này bây giờ ra tới quay cặp rồi nha. Biển thì sát đây. Đây là cây sam này, lá thật đẹp luôn. Cây này là sam trái, mình coi thử coi kỹ đó nha nghe. Đó. Kỹ không biết đào được không thôi, cây này cây trái. Cặp này nó hai thân thôi. Không biết lấy được không, chặt đá. Đây là mát hả Thu Yên? Còn sót được không? Còn sót được trái hái rồi. Còn trái tí á. Con nó thường ở trong gốc á. Ừ. Gốc nó thường đậu nhiều hơn, cho nên ít gió. Ít gió. Chim hoài chim ăn hết à. Thấy mấy chim nhẹ hoài chứ giật tận gốc luôn nhiều. Ừ, được chùm trái thôi. Đâu mà xác nhận được cái đây có còn cái trái rồi. Dạ gà, xác nhận được trái được rồi. Này hay. Bò trái. Kẹt đá nha. Cố hết sức để lấy bầu mà vẫn không lấy bầu được này. Đó. Giờ thấy trái mới lấy, hình như còn trái đâu mới cành này. À. Coi kỹ mới thấy trái mới lấy nha. Đá. Mình đi ra tới bờ biển luôn, còn là đá với nước thôi cả nhà. Biển hôm nay trong xanh đẹp quá chừng. Thấy chưa? Đó, y bài. Cây đẹp cả nhà, thân thì tầm cỡ 90 đúng không? Hàng xó lại cây ba tam đa này, đây là của bạn ở Quảng Ngãi. Đó. Quảng Ngãi đó, nói chung thì cũng theo dõi kênh rồi, anh em ưng quá vui quá thì cứ vô đi thôi. Đó, sáng vô chiều về. À, cách chú ca cái số này 60 ấy. Nếu xuống tới Quỳnh lại đây 80. 80 hả? Cái chỗ ở ngoài sao Quỳnh này? Chỗ gì Quỳnh? Long Thạnh. Đây. Đó. Đó, hôm nay coi này, coi Quỳnh lợi này đó, xuống Quỳnh lợi này đó, đầu năm mà Quỳnh lợi coi này hiếm hiếm lắm đó. Đó. Mơ cái hàng này thì đi vô kiếm này mà chung hai anh em chung mấy tiếng đồng hồ á. Không phải đơn giản là nằm trong cái rừng này xót thôi, nhưng nói chung là thằng ở ngoài mới có may mắn lắm. Đó, hôm nay mình được hai cây đây cả nhà.
Đó, cái cây nhỏ mới đi đẹp cơ. Mắt lượng quay chưa. Đó, anh em đi thì mình được bao nhiêu đây. Nói chung là mình lựa hai cây đẹp nhất trong chuyến đi hôm nay mình quay á. Đó cả nhà. Đó là của má anh em mình ngày hôm nay nè, cứ người chọn là hai cây đẹp nhất nha, còn có cây số 6 không quay. Chuyến đi rừng hôm nay thì anh em mình cũng xin kết thúc tại đây luôn. Chúc gia đình xem video vui vẻ.